liệu hạnh phúc gồm các cải thiện xã hội, kinh tế, du lịch quốc gia và môi trường đáng sống nhất. Điều gì đáng nhớ ở 10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới? Đan Mạch. Đan Mạch đứng vị trí số 1 trong top 10 quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới. Một trong những nơi mang đến hạnh phúc nhất ở Đan Mạch chắc chắn là công viên giải trí Tivoli Garden ở Copenhagen, Đan Mạch. Tivoli Garden là một trong những công viên giải trí lâu đời nhất trên thế giới, thu hút nhiều du khách bản địa và nước ngoài. Na Uy Ẩm thực ở thủ đô Oslo của Na Uy khiến cho bất kỳ thực khách nào cũng đều hài lòng và cảm thấy hạnh phúc khi được thưởng thức. Na Uy có nhiều nhà hàng năm sao như Ilasli, Stadton, The Gardens và Fornac đối với những ai yêu thiên nhiên, Na Uy cũng là điểm đến lý tưởng nhờ cảnh quan tuyệt đẹp ở công viên quốc gia Dobergsjøs, Thụy Sĩ. Thị trấn nhỏ Schaffhausen ở Thụy Sĩ gây ấn tượng với du khách bởi cảnh quan tuyệt đẹp với những căn nhà gỗ xinh xắn, những đường trượt tuyết hết sức lý tưởng có thể làm hài lòng bất cứ du khách khó tính nào. Phô mai Thụy Sĩ rất ngon cũng dễ dàng chiếm lấy sự yêu mến của bất kỳ ai. Hà Lan, Hà Lan đất nước của những cánh đồng tulip tulip chính là thứ mang lại hạnh phúc nhất và mang tính biểu tượng nhất của Hà Lan. Du khách đến Hà Lan có thể thưởng ngoạn các giống hoa tulip khác nhau cùng nhiều loài hoa khác. Du khách có thể kết hợp các tour du lịch xe đạp để chiêm ngưỡng cảnh quan tại quốc gia này. Thụy Điển, Gamla Stan, cổ trấn của Stockholm là một trong những thành phố trung tâm lớn nhất thời Trung Cổ và được bảo tồn tuyệt vời nhất ở châu Âu là điểm thu hút khách tham quan hàng đầu của thành phố. Sau khi khám phá những công trình kiến trúc mang đậm nét châu Âu cổ kính của Stockholm, du khách có thể dạo qua công viên quốc gia đầu tiên trên thế giới Rosan City Park, vườn quốc gia Costa Marine trên bờ biển Mohosland cũng là một điểm lý tưởng để khám phá Canada. Vườn quốc gia Banff là vườn quốc gia lâu đời nhất Canada. Sự đa dạng về địa lý sinh thái thảm thực vật và địa hình nơi đây đã tạo cho đất nước này nhiều cảnh quan đẹp và thơ mộng. Canada là một đất nước đa văn hóa và giàu truyền thống. Bên cạnh đó, chính sách khuyến khích phát triển văn hóa nghệ thuật đương đại của chính phủ ngày càng làm cho đời sống tinh thần nơi đây sung túc hơn. Phần Lan Đến Phần Lan, bạn có thể chiêm ngưỡng hiện tượng cực quan tuyệt đẹp hay đi thăm thú làng ông già Noel Santa Claus Village là một công viên giải trí nằm ngay vòng bắc cực trong quận Rovaniemi ở Phần Lan. Nếu bạn thích đến một cái thị trấn ven biển, Hanku là nơi lý tưởng để bạn đi xe đạp, đứt sống và lặn trong những tháng có thời tiết ám tiếng nhạc ở phòng hòa nhạc Music The Rain Golden Hall nổi tiếng ở thủ đô Viên có thể mang đến hạnh phúc vô cùng cho những đôi tai yêu âm nhạc. Hoặc du khách có thể tìm thấy hạnh phúc ở món bánh sô nổi tiếng nhất Sartotot là một trong những loại bánh ngọt ngon nhất thế giới nổi tiếng tới mức mà thành phố Viên của Áo tổ chức một ngày Sartotot quốc gia vào ngày 5 tháng 12 hàng năm. Ashland Blue Lagoon là một khu nghỉ dưỡng nước nóng nổi tiếng ở Iceland. Đây là khu nghỉ dưỡng lý tưởng được xếp vào hàng bậc nhất thế giới và thu hút đông du khách. Nơi đây có nguồn nước nóng tự nhiên nhờ dòng dung nham ngầm chảy dưới lòng đất chứa nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra, du khách cũng có thể có một cái chuyến phiêu lưu đến vườn quốc gia Snæfellsjökull để xem sông băng, núi lửa và những thác nước hùng vĩ. Australia Australia nổi tiếng với nhiều cảnh quan tuyệt đẹp, điển hình như kỳ quan thiên nhiên thế giới, rạn san hô Creek Barrier là một khu vực đa dạng về sinh học, bao gồm cả nhiều loài đang lâm nguy và đang gặp nguy hiểm. Ngoài ra, du khách có thể tham quan chùa Nantian, nằm ở thành phố Wollongong thuộc tiểu bang New South Wales là ngôi chùa Phật giáo lớn nhất ở Nam Bán Cầu sẽ có được nhiều trải nghiệm thú vị khiến bạn có thể hạnh phúc hơn.